Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về bản báo cáo của FISA phần 3 và phần 4. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện cùng tiến sĩ Trần Văn Hải. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 3 kính chào quý chúng ta là võ thành nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng tiến sĩ trần văn hải để tìm hiểu thêm về cái bản báo cáo của pfizer à, kính thưa anh hải khi mà chúng ta nói cái bản báo cáo nó ra vào ngày thứ tư vừa rồi đó thì chính anh hải và em cùng lúc mình đều nghe cái report đó live từ ở congress thì khi mà anh hải nghe được cái report đó thì cái nhận định đầu tiên của anh hải về cái bản báo cáo này nó có tầm vóc nó có cái cái scale giống như là impeachment hay không vậy thế này Chúng, chúng, chúng ta phải để ý rằng là ông Michael Horowitz là tổng thanh tra của bộ tư pháp ông cũng là một nhân viên của bộ tư pháp theo danh nghĩa cho nên nếu mà những ai làm việc ở trong chính quyền liên bang nhiều thì sẽ thấy rằng là cái nội dung của ông của cái bản báo cáo của ông Michael Horowitz hầu như là đều là cho bên này một phía một ít thông tin cho bên kia một ít thông tin và bên nào thì cũng có thể là dùng cái báo cáo của ông à tức là có nghĩa là ông đi một cách hàng hai rất là hay và tôi sẽ phân tích một vài điểm ở trong cái bản báo cáo này bởi vì nhớ rằng ông horowitz và cái đoàn gọi là điều tra hàng ngày đều phải làm việc ở bộ tư pháp và họ không ít thì nhiều cũng là làm việc chung với tất cả những cái nhân viên điều tra này và tất cả cái nhân viên của bộ tư pháp nghĩa là ngày, ngày lại ngày cho nên có nghĩa là cũng có cái phê bình mà nhưng mà dơ cao là đánh sẻ cho nên là nói rằng, rằng là khi việc mở ra cái cuộc điều tra thì là không có cái thiên kiến, nhưng mà rồi sau đó ông đã đi từng điểm một và những cái phê bình của ông thì rất là nặng nề về cái vấn đề chuyên môn điều tra của FBI. Một điều nữa chúng tôi nhận thấy là trong cái bản báo cáo này chứng tỏ rằng là cái phần lãnh đạo của cái ban lãnh đạo của Bộ Tư pháp hầu như họ không đóng một cái vai trò gì cả. Và đó là một cái sự thiếu sót lớn là bởi vì từ trước đến nay chúng tôi ở đây đã 41 năm và trải qua rất nhiều thời kỳ tổng thống từ Carter cho đến Reagan rồi tới Bush cha rồi tới Clinton Bush con Obama và bây giờ Donald Trump. Thì với với rất nhiều gọi là giám đốc FBI như là ông William Webster, William Session, rồi ông Louis Free, rồi ông Robert Mueller làm 12 năm, rồi tới ông James Comey. Và bây, là, bây giờ là ông Robert Ray, nhưng mà chỉ dưới thời ông James Comey là FBI làm ăn một cách luồm thuộm và bị tai tiếng như thế này. Thì bởi vì hầu như mỗi 4 năm cái sinh hoạt chính trị mà sôi động nhất là cái cuộc bầu cử tổng thống. Và một cuộc điều tra mà vào ở trong một cái một cái ban điều tra của một cái đảng mà đóng vai trò đối lập với cái chính quyền hiện tại mà làm ăn người là bê bối như thế này thì phải nói là uy tín của FBI bị suy suyển suy suyển suy, suy rất nặng nề. Bởi vì người ta hỏi rằng là FBI là một cái cơ quan mà từ trước đến nay hầu như là có tính cách độc lập cũng như bộ tư pháp và được dân chúng rất là tin tưởng. Mà bây giờ ông Michael Horowitz chỉ ra tất cả những cái gọi là sai lầm basic và fundamental, có nghĩa là cơ bản và nền tảng trong việc điều tra một cái cuộc điều tra mà quan trọng đến như thế này thì đáng lý ra ví dụ như là bộ trưởng tư pháp Robert Lynch và bà và bà, bà, bà phó yeah. là à, bà Sally Yates đáng lý là phải là là đốc thúc và theo dõi liên tục. đằng này khi ông uh, Michael Horowitz phỏng vấn thì họ nói rằng là hầu như tôi không có được uh, thông báo gì cả và tôi cũng không có uh, tham gia những cái buổi họp gì cả. Bà Sally Yates thì là người ký cái đơn Xin Pfizer trác Tract tòa đầu tiên mà nói rằng rằng là họ đưa cho tôi rồi tôi ký nhưng mà tôi cũng không có uh, tham tham dự vào các cái buổi họp. Thì người ta mới đặt câu hỏi là tại sao là như vậy? Chúng ta phải trở lại cái bối cảnh vào cái tháng 7 năm 2016. Tức là trước đó thì FBI điều tra cựu Ngoại trưởng Linh Tân về vấn đề là sử dụng cái điện thư ở nhà bà cũng như là trong thời gian bà làm à, Ngoại trưởng ở, ở Bộ Ngoại giao. Thì ngày, ngày 5 tháng 7 năm 2016 thì ông Jim Comey tức là tức là director của FBI à, có một buổi họp báo và kể tội bà Clinton về cái việc mà sử dụng email một cách bừa bãi không có không có có vừa gìn giữ những cái thông tin mật nhưng mà rồi sau đó miễn tội cho bà miễn tố tức là không có truy tố bà ra ra tòa thì người ta nói rằng là ông Comey là người tiếm quyền bởi vì director của FBI chỉ là người đi điều tra mà thôi ông không có thể quyết định là truy tố hay không truy tố mà ông chỉ thu thập thông tin và nộp lên trên cho Bộ Tư Pháp. Rồi các luật sư của Bộ Tư Pháp sẽ cứu xét coi thử là có truy tố hay không. Đằng này, ông Comey thì lại là giành cái quyền đó và người ta nói rằng điều đó tiếm quyền của à, của Bộ trưởng Tư Pháp là à, Loretta Lynch vào lúc đó. Thì bà Loretta Lynch này cũng có một cái cái vấn đề là bà lại gặp ông cựu tổng thống Clinton ở cái sân bay ở bên Phoenix trong khi người vợ của ông Clinton lại đang tranh cử thì người ta nói được rằng là là, là ông ông Bill Clinton tìm cách là lung lạc bà này để cho khỏi có à, truy tố bà ra tòa. Thì như vậy là nó làm cho người ta đều đặt cái vấn đề là nghi vấn tại sao à, cái bộ tư pháp dưới thời ông Obama vào cái lúc mà bầu cử sôi động như vậy mà lại có tính cách rất là à, thụ động và hầu như không nắm được tới cái vấn đề cũng thưa với quý vị và anh nhân một lần một một lần nữa là vào lúc đó thì không ai nghĩ rằng là ông tổng thống Donald Trump đắc cử bởi vì hầu như tất cả mọi thăm dò cũng như mọi báo chí cũng như mọi mọi người mà quan tâm đến đến chính trị lúc đó thì ai cũng nghĩ rằng là bà Clinton sẽ thắng lớn và bên phía FBI cũng như bên phía uh, Bộ Tư pháp thì họ chỉ muốn mọi chuyện êm ả để cho tới ngày bầu cử và bà tinh nếu đắc cử thì tôi cam đoan với quý vị rằng là chúng ta sẽ không nghe những cái chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều bị khóa lấp, đều bị che giấu cả, mọi người đều vui vẻ với nhau à, và tất cả những cái chuyện này nó nó không bị đem đi ra điều trần cũng như là chúng ta không biết tất cả những cái điều bí ẩn cũng như là những cái hành vi mà gọi là điều tra một cách trẻ con cũng như là thiếu sót cũng như là cố tình phạm pháp mà trong tiếng Anh mình gọi là commission or omission. Commission tức là cố tình phạm vi phạm và omission tức là vô tình bỏ sót thì người ta đầy đủ trong cái báo cáo của ông Michael Horowitz này có tất cả những cái sự kiện như vậy làm cho người ta rất là à, là thất vọng về FBI và tôi cam đoan là trong vòng một thời gian tới thì sẽ có những cái đạo luật của quốc hội đưa ra để chỉnh đốn lại tất cả những cái trường hợp này cũng như là cải tổ về cái à, cái, cái tòa mà mà xa cái 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 điều khoản Pfizer nó đã nó nó đã thiết lập lên. Nha. Yeah. À, kính thưa quý vị, chúng tôi vừa rồi là phần 1 của chương trình ngày hôm nay, có nghĩa là phần 3 trong cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi và tiến sĩ Trần Nguyễn Hải. À, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục vào phần 2 của ngày hôm nay, có nghĩa là phần 4 và phần kết. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cao Đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Thơ mời, kính gửi quý đồng đạo Cao Đài và Thân Hữu, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ vía Đức Chí Tôn mùng 9 tháng Giêng âm lịch, Cao Đài Foundation sẽ tổ chức một buổi họp mặt thường niên quy tụ quý đồng đạo và Thân Hữu để cùng thảo luận các vấn đề sau. Ý nghĩa ngày vía Đức Chí Tôn Vận động, đồng đạo, hiệp tâm cầu nguyện đại đạo Hoàng Khai. Tường trình sinh hoạt đã qua sau một năm mua được khu đất tại 15.400 Lee Highway, Centerville, Virginia. Dự thảo về phương án, kế hoạch xây cất thánh thất tương lai. Quý đồng đạo và thân hữu đóng góp ý kiến. Tiệc chay nhẹ. Trân trọng kính mời quý đồng đạo và thân hữu vui lòng đến tham dự tại Phòng họp Hội Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn, Địa điểm 6131 Winston Drive, Church, Virginia, ngày thứ Bảy, 8 tháng 2 năm 2020, thời gian từ 2 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ góp phần công quả trong việc phát triển đạo cao đài tại hải ngoại, nhất là thủ đô Hoa Kỳ. Kính chúc mừng năm mới và cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng thiên liêng ban hồng ân đến toàn thể quý vị. Trân trọng! thay mặt Cao Đại Foundation, hiện tại Phan Văn Ba. Xin liên lạc điện thoại hiện tại Phan Văn Ba 571-212-5740, Võ Thiền Toàn 301-502-1940. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi phần kết của cuộc phỏng vấn tìm hiểu về bản báo cáo của FISA. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và để tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trở lại với tiến sĩ Trần Văn Hải để hỏi thêm một số vấn đề có liên quan tới cái nội dung của cái bản report và cái vai trò của ông Ba như thế nào. À, à, Kính thưa Tiến sĩ Trần Quỳnh Hải, khi mà chúng ta có cái bản report như vậy Thì trong đó có 17 điểm, ở trong cái lá thơ à, hoặc là trong cái đơn để mà xin trác tòa đó Thì à, Tiến sĩ Trần Quỳnh Hải có nói rằng sẽ phân tích những cái cái điểm đó à, Tất cả là những những điểm đó, tức là những cái liệt kê mà người ta gọi là uh, inaccuracy hoặc là omission Tức là những cái điều gọi là không, chính, không xác chính xác và bỏ sót Có nghĩa là tôi đã nói như tôi đã nói là khi mà nộp đơn cho tòa phải ra đó thì là tất cả mọi nó nó gọi là every factual statement tức là mọi phát biểu về dữ liệu đều phải chính xác một cách là tận tụy tận tâm có nghĩa là scrupulously accurate thì qua cái lần mà nộp đơn đầu tiên là người ta chỉ sử dụng là những cái thông tin của cái ông Christopher Steele mà những cái thông tin này không được kiểm chứng và có những điều mà trong đó nói là là không đúng sự thật ví dụ như người ta nói rằng rằng là ông Christopher Steele là người được tin cậy đã trước đây đã có à, những cái à, à, hành vi trong à, quá khứ à, đã chính xác và được tin cậy thì khi người ta ông à, à, Horowitz được là ông tổng thanh tra nhìn lại những cái nhận định của FBI về những cái sự hợp tác của ông Christopher Steele trong quá khứ thì không hẳn là như thế điều đó chứng tỏ rằng là nó không accurate và trong tiếp tục là trong những cái nỗ lực mà để kiểm chứng là à, coi thử là ông Caterpie có phải là một cái điệp viên không, rồi ông Pownallford có phải là dùng ông Caterpie để mà à, làm một cái người trung gian hay không, rồi đi qua bên à, đi qua bên Anh rồi đi qua bên à, à, một nước ngoại quốc để mà để mà nói chuyện với những cái nguồn tin những cái nguồn tin mật của ông Christopher Steele này thì đem về tất cả những cái đó cũng đều không có gọi là cập nhật cái cái, cái đơn xin mà điều đó chứng tỏ rằng là cố tình vi phạm chứ không phải chỉ là một cái sai sót nhỏ nhặt và nhớ rằng tất cả những người gọi là có ba cái biệt đội điều tra về cái vấn đề này là sự thông đồng giữa những nhân viên là à, à, vận động cho ông Donald Trump lúc đó và người Nga thì là tất cả những người trong FBI là những người mà gọi là thành phần cao cấp những người đã có 15 hay 20 năm kinh nghiệm những người tóc đá bạc ở trong cái vấn đề lãnh đạo không phải là những người mà gọi là những điều tra viên ở một cái quận hay là một cái thành phố nhỏ là xa xôi mà điều này là nó nằm ngay ở trung tâm của FBI ở ngay Washington DC chỉ cách quốc hội cũng như là cách White House chỉ vào khoảng một dặm có nghĩa là cái tầm quan trọng của cái cuộc điều tra này nó nghĩa là hầu như không thấy cái nào quan trọng hơn nữa cho nên những cái cái đó dù cho có những cái, cái sai sót thì đáng lý là không không được xảy ra bởi vì phải có người theo dõi chi li hàng hàng ngày hàng tuần và phải đặt cái vấn đề là rõ ràng tại sao có những cái chi tiết này chi tiết này có được kiểm chứng hay không và nếu không thì tại sao và nếu không thì phải lấy ra khỏi à, cái đơn chỉ sau khi mà tới tháng 5 năm 2018 tức là đã quá gần 2 năm thì lúc đó bộ tư pháp mới gửi một cái thư thông báo với cái tòa Pfizer được rằng là có một số thông tin trong các cái đơn cũng như là xin đơn xin gia hạn trong cái ba lần trước đã không chính xác. Misstatement. Điều đó tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ nghe cái tòa về Pfizer này họ sẽ có nhận định và có thể họ sẽ có cái biện pháp chế tài như thế nào thì là cái tùy của cái, cái, cái tòa đó. Và khi mà chúng ta nói cái phát biểu của ông Ba và ông Durham thì như thế nào? vậy À có một cái điều gọi là đáng ngạc nhiên, tức là từ trước đến nay thì là khi mà một tổng thanh tra ra một cái báo cáo thì thường thường là cái người mà thường thường là cái người mà đứng đầu cái cơ quan đó, đây là trong trường hợp này là ông 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 bộ trưởng tư pháp hay còn gọi là tổng chương lý ông William Barr, thường thường là người người ta nhận và người ta nói là chúng tôi sẽ có biện pháp cải tổ lại tất cả những cái điều để tránh ba cái điều mà trước đây chúng tôi nói, tức là phung phí, gian lận và à, làm quyền nhưng mà lần này khi sau khi ông William uh, Horowitz, uh, Michael Horowitz uh, đệ trình cái báo cáo thì nay chiều hôm đó ông Bộ trưởng Tư pháp là ông William Barr cũng ra một thông cáo nói rằng ông không đồng ý với kết luận của ông Michael Horowitz về cái điều cho rằng là khi mở cái cuộc điều tra này thì là đã không có một cái thiên kiến về chính trị ông William Barr cho rằng chứng cứ mà dùng để mở cái cuộc điều tra này là nó rất là mỏng manh và nó nghĩa là nó lại được thổi bùng lên bởi những cái gọi là cái cơ sở truyền thông vô trách nhiệm. Cho nên là cái cái kết luận của ông Michael Horowitz thì ông William Barr không có đồng ý. Bởi vì ông William Barr nói rằng là trong 3 năm thì đất nước Hoa Kỳ đã bị nghĩa là khủng hoảng về niềm tin và bị gọi là nghĩa là à, lật nhào hết tất cả mọi chuyện là turn upside down bởi vì chúng ta biết được rằng rằng là cho tới khi mà ông công tố đặc biệt William Mueller, Mueller ra cái báo cáo hồi tháng 5 2019 thì hầu như tất cả mọi nguồn tin CNN, CBS, NBC đều kết tội ông Trump và đã làm cho chính quyền của ông Trump hầu như lúc nào cũng là phải chống đỡ và phải nghĩa là là phải chống trả tất cả những, những cái tấn công này. Đặc biệt hiện nay có một cuộc điều tra mà ông William Barr khi mới nhận chức thì đã yêu cầu một ông công tố ở Connecticut là ông John Durham à, điều tra cũng là về nguồn gốc của cái cuộc điều tra về giữa vùng bão lửa này nhưng mà có tính cách quốc tế bởi vì như tôi đã nói ông William à, ông Michael Horowitz là kể như là tổng thanh tra của một cái cơ quan của chính quyền liên bang thôi ông chỉ có quyền yêu cầu người ta nói chuyện với ông nếu người ta có ai không có nói chuyện với ông mà không ở trong bộ tư pháp, không ở công FBI thì ông không có quyền làm gì cả. Đặc biệt là ở trong cái báo cáo này, nếu quý vị đọc cũng quý vị thấy ông có đề cập đến hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Glenn Simpson, ông này là chủ nhân của công ty Fusion GPS mà bà Hillary trong mà ban à, điều à, vận động của bà Hillary Clinton cũng như là ủy ban à, lãnh đạo quốc gia của Đảng dân chủ dùng để thuê cái dịch vụ của ông Christopher Steele để đi tìm hiểu thông tin mà có hại cho ông Trump. Ông Michael uh, Horowitz tìm cách muốn nói chuyện với ông uh, với ông Glenn Simpson này, ông Glenn Simpson từ chối, ông Michael Horowitz cũng không làm gì được. Trong khi đó, ông Glenn Simpson là người trả tiền cho ông Christopher Steele để mà sản xuất ra những cái báo cáo mà về tất cả những cái điều tồi tệ của ông Trump. Người thứ hai mà ông Michael Horowitz không thể nói chuyện được là một Nhân viên cao cấp của Bộ à, Ngoại Giao là ông à, Jonathan Weiner, ông này cũng là nhận một cái bản báo cáo à, của ông về những điều tồi tệ của ông của ông Trump mà ông Christopher Steele cung cấp để tìm cách là phổ biến ở trong chính quyền của à, của ông Obama lúc bây giờ, để tìm cách là gây sự chú ý để cho mọi người nhìn vào đó, để tìm cách gọi là gây cái cơn bão gọi là thông tin, nhưng mà ông đó cũng từ chối không có. À, nói chuyện với ông Michael Horowitz thì ông Horowitz không làm gì được bởi vì ông không có thẩm quyền là không có trác tòa, không có triệu tập và không có truy tố ai được. Điều này thì ông à Durham cho Durham đang thực hiện. Và trước đây người ta nghĩ rằng là ông này cũng chỉ là xem xét về vấn đề hành là là là, là, là 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 hình thức mà là hành gọi là, là hình thức về hoạt động mà thôi thì bây giờ nó lại trở thành là một cuộc điều tra về hình sự bởi vì cái trường hợp của ông luật sư vừa rồi mà tôi trình bày là đã à, là đánh tráo cũng như là thay đổi cái nội dung của một ừ. cái email ừ. mà trở thành như là vấn đề là hình sự và ông này ông John Durham ngay sau khi ông Michael Horowitz báo cáo ra thì là ông cũng ra một cái thông cáo ông nói rằng là ông không đồng ý với cái kết luận của ông Michael Horowitz bởi vì cái cuộc điều tra của ông vẫn đang tiến hành và những thông tin mà cho đến nay ông có thì một tháng trước đây ông cũng đã thông báo cho ông Michael Horowitz rằng ông không đồng ý với một vài kết luận à, mà ông không nói là kết luận của ông như thế nào thì chúng ta sẽ đợi tới cái kết quả của, của điều tra của ông John Durham tức là công tố ở tiểu bang Connecticut thì chúng ta mới có cái kết gọi là cái, cái, cái kết cuộc của cái việc điều tra về vấn đề mà đã điều tra à, à, cái bang bang tham mưu vận động của ông Trump trong thời gian vận động 2016 mà kết cuộc là trong 3 năm vừa rồi chính quyền Hoa Kỳ hầu như là chỉ làm việc được một nửa, phần nữa. Chúng ta thư tưởng tượng nếu không có những cái vấn đề mà ví dụ về nghi vấn là à, giữa ông Trump và à, đồng loạt với nga cũng như là về cái vấn đề à, impeachment mà hiện nay à, vẫn đang xảy ra thì chúng ta tôi nghĩ là những cái điều mà cái chính quyền của ông Trump Thực hiện được thì tôi nghĩ được rằng là nó có thể nhiều hơn những gì mà chúng ta thấy hiện nay. Yeah. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Nguyễn Hải. À, à, xin chào anh Võ Thanh Nhân và xin chào quý vị khán thính giả. À, kính thưa quý vị, à, chương trình của chúng tôi và Tiến sĩ Trần Nguyễn Hải đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây xin tạm ngưng. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc.sbtn.tv thành trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ho ho ho, happy Holidays! Teletron tưng bừng đại hai giá. Shampoo dược thảo chống rụng tóc made in Korea 3 chai 38 đồng, cao hầm sâm đại hàn 2 chai 48 đồng, máy so bóp bằng tay Osaki 68 đồng, máy massage vai cổ 78 đồng, nồi cơm điện Tiger làm tại nhà 88 đồng. Ghế massage Okuyama đời mới Oko MA 2020 làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi chỉ 159 đồng một tháng, trả góp nông năm không tiền lời hoặc cashback lên tới 1.000 đồng. Mua ngay hôm nay vì giá sẽ tăng vào cuối tháng này. Teletron. Electron đặc biệt giới thiệu mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return LED Mask Made in Korea Ứng dụng nghiên cứu y khoa của NASA giúp tái tạo tế bào da, trị mụn nám, xóa vết nhăn, căng da mặt rất an toàn hiệu quả Giá 2.000, xe 1 đồng Nếm cứng chống đau lưng Lamborghini 117 đồng một tháng Dương ngủ bàn ăn sofa 100% Made in Italy Bớt đến 40% ốp trả góp 5 năm không tiền lời hoặc cashback lên tới 1.000 đồng Ghế massage Osaki giá 7.000, xe 3 đồng Máy dùng tan mỡ giảm cân Dr. Fuji đây mới chỉ 2.998 đồng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Trung tâm We care, chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We care. chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của We care, phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750.